từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật tách thành công 4 ngón tay bị dính bẩm sinh cho bệnh nhi 4 tuổi. Trước đó bé NTT 4 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, đã được người nhà đưa đến bệnh viện khám trong tình trạng bàn tay trái bị dính cả 4 ngón tay lại với nhau, chỉ còn ngón cái không bị dính. Khiếm khuyết này có ngay từ khi bé chào đời, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình chưa có điều kiện đưa con đi thăm khám. Sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ đánh giá tình trạng các ngón 2, 3, 4, 5 bàn tay trái của cháu bị dính lại với nhau và nhỏ hơn so với bàn tay phải. Các ngón chỉ dính phần mềm, không dính phần xương. Ekip các y bác sĩ đã quyết định tiến hành thực hiện phẫu thuật tách dính 4 ngón tay trong một lần duy nhất. Sau 4 giờ, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công với sự phối hợp của các y bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình bỏng và gây mê. Hiện các ngón tay của bé đã phục hồi, hồng hào, bệnh nhi đã được xuất viện về nhà. Theo tiến sĩ bác sĩ Đinh Thúy Linh, phó giám đốc trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, việc sàng lọc dị tật thai nhi khi mang thai có thể phát hiện và can thiệp sớm trong bào thai hay điều trị sớm sau sinh, giúp trẻ phát triển bình thường. Ngoài ra, điều này còn giúp các bậc phụ huynh có những quyết định giữ hay bỏ thai nhi nếu thai nhi có những khuyết tật quá nặng, khó có thể sống sót hay phát triển sau khi được sinh ra. Để chúng ta có một thai kỳ khỏe mạnh thì chúng ta phải đảm bảo hai yếu tố. Một là mẹ phải khỏe đầu tiên và thứ hai là em bé phải khỏe. Như vậy thì khi để đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh thì thứ nhất là tất cả các thai phụ thì chúng ta nên đi khám thai theo hẹn và khám thai ở những cơ sở y tế có uy tín. Và việc khám thai không chỉ có mũi siêu âm không, vì siêu âm chúng ta chỉ phát hiện được các cái bất thường và những cái sự phát triển của thai thôi, và chúng ta cần phải làm thêm các xét nghiệm sàng lọc để chúng ta có thể sàng lọc những cái bệnh lý di truyền mà thai nhi có thể mắc. Và đồng thời chúng ta phải khám thai để đảm bảo là cơ thể chúng ta là cơ thể là chúng ta đang khỏe mạnh trong thai kỳ. Thì khi chúng ta khỏe mạnh thì em bé mới thể khỏe mạnh được. Như vậy thì để có thể có một thai kỳ khỏe mạnh thì chúng ta cần phải đi khám thai theo hẹn, là chúng ta cần phải được khám này và chúng ta cần phải được siêu âm, chúng ta cần phải làm xét nghiệm cho em bé theo đúng lịch hẹn của bác sĩ, đúng các cái mốc thời điểm quan trọng, và đồng thời thì cũng phải có một chế độ dinh dưỡng cũng sinh hoạt hết sức hợp lý trong thai kỳ nữa thì có thể chúng ta mới có thể đảm bảo được là chúng ta sẽ có một cái thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh. Xét nghiệm này đó là sàng lọc không xâm lấn NIPT, NIPS mà hiện nay là mọi người đang rất là quan tâm đấy. Thì thế giới thực hiện xét nghiệm này từ năm 2009, 2010. Và hiện nay thì xét nghiệm này nó có thể sàng lọc được tất cả các nhiễm sắc thể của thai nhi. Cụ thể là 23 cặp nhiễm sắc thể sẽ đều được sàng lọc và sẽ phát hiện các cái bất thường về số lượng của nhiễm sắc thể và cặp số 1 cho đến cặp số 23. Và đặc biệt là với hội chứng Down là bất thường nhiễm thể số 21 mà như chúng ta rất quan tâm, thì cái giá trị phát hiện của xét nghiệm lên đến khoảng trên 99%. Tức là làm xét nghiệm tương đối tốt bây giờ, và thời gian thực hiện đã bắt đầu từ sau 10 tuần là chúng tôi đã có thể thực hiện xét nghiệm đến rồi. Và thực hiện và cái xét nghiệm NIPT này thì đôi khi cũng được tư vấn cho thai phụ khi mà chúng ta làm những cái xét nghiệm khác mà ra nguy cơ cao, thì chúng ta có thể tư vấn là chúng ta làm tiếp một cái xét nghiệm sàng lọc là NIPT, sàng lọc không xâm lấn, để chúng ta đưa đến những cái kết quả sàng lọc và có cái tư vấn kỹ hơn cho thai phụ. Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, một số dị tật bẩm sinh hoàn toàn có thể điều trị khỏi hoặc cải thiện theo chiều hướng tích cực nếu như được phát hiện sớm qua khám sàng lọc dị tật thai nhi và chẩn đoán trước sinh. Điều này có thể giúp các bác sĩ phát hiện từ sớm các dị tật bẩm sinh của em bé và kịp thời đưa ra các biện pháp can thiệp phù hợp, từ đó có thể phòng ngừa tối đa nguy cơ dị tật từ trong bụng mẹ, giúp trẻ sinh ra có thể phát triển khỏe mạnh một cách bình thường.